Món gì chị? Món gì, món gì? Cái đấy hả? Không, cá đó nhà em có rồi. Ủa, cá tươi ngon á chị ha. Cá tươi ngon, vô mà. Đây đây, mua trái cây đi, mua trái cây. Mua này đi. Không? Cá tôi làm nhà em có rồi. Ừ, đây. Hôm nay có trái gì hả? Cà tím. Cà tím hả? Đó, cà tím sao? Y bài. Gì đó. Đủ 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 sao thôi, đừng có sao mua tiếp. Ê, không để nó già. Ấy để nó già. Năm ngàn ba trái đây, già không có già quá không? Hát ngon đi. Ừ, đừng có già quá nó xào nó ngon. Còn trái gì nữa, trái gì nữa? Chanh đó, dưa leo. Dưa leo, dưa leo to vậy? Dưa lại này, to. Dưa leo á? 4 ngàn. Non không? Non. Chơi luôn. Chơi luôn. Ra vô lấy ví cho bà, lấy tiền cho bà. Nó mẹ đưa tiền mà mua hết tiền rồi. Hôm qua thì chăng? Hôm qua thì chứ? Ừ. Qua dùng thịt luôn. Ừ. Cho luôn, qua luôn. Ừ. Qua luôn. Ăn thịt khỏi, thịt khỏi. Thôi. Qua không? Mở ngay đi. Chạy luôn. Đâu? Đâu, còn gì nữa không? Hết, 2 chọc hết. 2 chọc hết nè. Ừ. Mua cái thức cái khóm cái bèm bỏ vô mấy mực cho ngon không? Đâu? Nhưng mà thâu, khóm có đâu, làm lâu quá. Mang cái gì chị? Mang cái gì? Chơi mang luôn. Mang luôn. Dứt mang luôn. Mưa hả? Dạ. Để nó chạy.